chum 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 luôn á. Đây nhãn ngày xưa đây, cái vườn này là của người Việt Nam, sau này bán cho người này rồi. Thế là chủ Hi. Hai đi hai được coi. Oh, coi kìa, có nhãn chồng 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 nè. Quá chồng luôn. Con nhãn nè. Quá chồng 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 luôn. Ăn cái nào cũng ăn hết thử. Ăn thử hết trơn á. Coi ngon không có được mà cắt. Ơi cho bà cậu với thịt. Nè. Ngọt. Ấy ngọt hơn hôm qua. Long. Ngọt hơn hôm qua. Hai thùng được rồi, hai thùng được rồi. Quá chừng nhãn đây nè. Này á. Sáng tới 6 giờ nó đóng cửa nhưng mà dễ thương nói cho lại trễ cũng không sao. Nên á. Đây có mấy cái ống nước nó tưới nước tự động. Còn nhau nhãn quá chừng nhãn. Thấy chưa? Nè, chum chum chum. Đây ăn tại vì á nó bán á 6 đồng một thao nhưng mà mình vô đình ăn rồi đó, qua là nó mới chặt cao vậy đó, vừa ăn vừa hái, vừa ăn vừa hái, hái nào mà bự mà ngon thì hái, còn không á. Ok em qua.